Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá nay tiếp tục lên sóng ha. Thanh Quá gửi lời chúc tất sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em nha. Đều được mạnh khỏe ha, làm ăn phát đạt phát đạt. Hôm nay một cái đồng hồ daily quá. Đồng hồ báo thức kim choi daily, ngoại hình chưa được đẹp lắm ha. Nói chung là nó cũng dòm được, không được đẹp ha. Máy móc thì nguyên zin. Báo thức thì ok. Nó xài pin chung á, pin này siêu thị hoặc cửa hàng điện Việt Nam mình có ha. Đó, ok ha, chạy thì tốt. Hiện giờ là 11:30 ha. Cái nút này là báo thức ha. Còn mình tắt nút này là không báo thức nữa ha. Đúng mà bao nhiêu giờ nó tắt ha. Cũng như thứ bảy chủ nhật thì mình bật cái này lại cho con cái nó ngủ. Con này mua giờ xài ha. Chứ này nó hơi xấu, nó không nên tặng bạn bè chắc không được. Rồi ok ha. Hình sao clip vậy ha. Clip sao hình vậy. Bán là cam kết y nguyên gì nha, nếu như sai cho hoàn trả lại hoàn toàn nha. Rồi quý khách, cô chú, chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em nha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi giá này là 200.000 ha, ship chia đôi. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.